Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chuyên mục ngày hôm nay, xin chuyển đến quý vị và các bạn sự đồng hành chia sẻ yêu thương của Phật giáo tại Lâm Đồng trong công tác từ thiện xã hội cùng các hoạt động trao nhà tình thương, tặng quà và danh sách ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những người nghèo trong những ngày qua. Quý vị và các bạn thân mến, với Phật giáo, từ thiện xã hội là sự thể hiện lòng từ bi và sự dấn thân của các vị tăng ni và Phật tử vào đời sống xã hội bằng những hoạt động cụ thể để cứu giúp những mảnh đời khổ hạnh. Bằng những việc làm thiết thực, Phật giáo tại Lâm Đồng đã cùng chính quyền địa phương đóng góp công sức tiền của, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bất hạnh về vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, đồng thời giúp người với người xích lại gần nhau hơn. Ghi nhận những hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Lâm Đồng, chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Vất vả với việc mưu sinh, nên khám chữa bệnh đối với người nghèo khi chẳng may đau ốm là cả gánh nặng. Thấu hiểu nỗi lo của những người đang trong hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, Hội Chữ thập đỏ tại Lâm Đồng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt đã tổ chức nhiều đợt trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà con trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Đúng như chủ đề kết nối, sẻ chia và lan tỏa, những tấm thẻ bảo hiểm y tế là sự động viên và tình cảm yêu thương của mọi người đến những mảnh đời kém may mắn hơn, giúp họ giảm bớt phần lớn chi phí khám chữa bệnh, từ đó an tâm lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ni sư là thấy là cái mang cái tính cách là cấp bách cho những người mà vùng sâu vùng xa, vì thế đó là ni sư hỗ trợ chia sẻ là cái bảo hiểm y tế để cho họ có sức khỏe tốt. Cái bà con, nhất là cái vùng sâu vùng xa vùng khó khăn rất là cần, tại vì trong cái cuộc sống ai cũng gặp mà những cái khó khăn bệnh tật rất là nhiều, cho nên hôm nay thì tôi cũng đại diện cho để cảm ơn tất cả những ai đã có cái từ thiện hôm nay. Phát huy tinh thần, phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, các tăng ni Phật tử tại Lâm Đồng đã tích cực tham gia các phong trào ít nước, lợi dân, phúc lợi xã hội. Đặc biệt, đóng góp không ít sức lực và tình cảm trong các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn, người tàn tật, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu vùng xa. Sự trợ giúp tuy không lớn nhưng đã kịp thời xoa dịu phần nào nỗi nhọc nhằn, bất hạnh bằng tấm lòng ấm áp từ bi của nhà Phật. Năm nào nhà chùa cũng có sự quan tâm giúp đỡ những người có khuyết tật và những người hoàn cảnh khó khăn, thì năm nào ở nhà chùa cũng có một quà để động viên giúp đỡ cho hoàn cảnh như chúng tôi. Cái sự quan tâm đó thì tôi thấy đây toàn bộ là những người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn đó, thì rất là có một sự phấn khởi. Giả sử như hôm nay chẳng hạn, thấy ba con đó cũng nhận qua cũng vui vẻ. Phật giáo chúng ta cũng là đem cái tình thương của người con Phật để giúp đỡ cho những người khó khăn, những người neo đơn và những người khuyết tật. Hàng năm nó như vậy. Nhà chùa thì thật sự không có cái tài chánh nhiều, nhưng mà chỉ nhờ tất cả những Phật tử gần xa, mỗi người đóng góp vô một phần nhỏ để lại cùng với chung vui với Phật giáo, với nhà chùa để mà giúp đỡ cho đồng bào. Chứ không phải là riêng ni viện hay là riêng Phật giáo không, mà cũng nhờ tận những cái tấm lòng của mạnh thường quân các nơi giúp đỡ rất là nhiều. Chính bằng sự san sẻ, chia sớt trên tinh thần từ bi, bình đẳng, vị tha của nhà Phật đã có phần thiết lập được một xã hội bình ổn và an vui, hạnh phúc, đặc biệt là giúp con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn trong các mối tương quan xã hội. Đó cũng chính là những điều mà các tăng ni và Phật tử tại Lâm Đồng đã và đang nỗ lực thực hiện với quan niệm yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Đoàn công tác của Ban Công nghệ Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương. Hai căn nhà này được thi công từ tháng 4 năm 2019, đến nay đã cơ bản hoàn thiện và có thể đi vào sử dụng, trị giá 60 triệu đồng một căn. Dịp này, đoàn công tác còn trao tặng 256 bộ sách giáo khoa cùng nhiều dụng cụ học tập cho trường tiểu học, trung học cơ sở Láng Tranh và trường tiểu học Đưng Cờ Nớ.
Đây là một hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn nhằm sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện và động lực cho họ vươn lên, xóa đói giảm nghèo bền vững. Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng vừa trao 100 phần quà, trị giá mỗi phần quà 350.000 đồng cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Những phần quà tặng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, mì ăn liền, được trao tặng nhằm chia sẻ một phần khó khăn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đồng thời động viên họ vượt khó vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước đó, 300 phần quà cũng đã được trao cho người dân xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, nâng tổng giá trị của đợt công tác xã hội từ thiện lên 140 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình bệnh nhân nghèo và hoàn cảnh khó khăn ở trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách các tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ chương trình Vòng tay nhân ái từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 5 năm 2019. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 600.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt, ủng hộ 1.500.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 25 kg gạo và 1 triệu đồng. Bác Đào Thị Thống, 46 Phan Bồi Châu, phường 1 Đà Lạt, ủng hộ 2 triệu đồng. Anh Mai Duy Châu, 840 thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, ủng hộ 2 triệu đồng. Chị Đỗ Thị La, 110 Vạn Hạnh, phường 8, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Tiệm cơm Ngọc Châu, số 2 khu Hòa Bình, Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Thoa Lễ, đường Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt, ủng hộ cháu ca hậu ở Di Linh 400.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Nội thất Hữu Nghị, Phát Chi, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Mai Luyện, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Lan, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Mai Thìn, ở Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Cô Thuần Huy, ở Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Sang, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ chị Lệ ở xã Trạm Hành 500.000 đồng. Em Huỳnh Nguyễn Hương Giang, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ chị Lệ ở xã Trạm Hành 100.000 đồng. Bé Hữu, con chị Sương Hạnh, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thuyết, em của chị Sương Hạnh, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Cô Ba Thường, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Photo Dũng Dốc Đá, 122 Phụ Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử Thiền Viện Vạn Hạnh, ủng hộ 10 phần quà, trị giá 3 triệu 500.000 đồng. Chuẩn Đề Viên Tự, số 71 Thủ Khoa Huân, ủng hộ 30 phần quà, trị giá 15 triệu đồng. Gia đình Thoại Lộc, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Đào Huế, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Lê Mai ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình anh Thi Mỹ ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình bác sĩ Hào ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình cô Hương Sum ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Huấn Thoại ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Hữu Vị ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 80.000 đồng. Gia đình Hải Hồng ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 30.000 đồng. Gia đình Thủy Nghệ ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Hân Thọ ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bùi Thị Loan ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Nhân Bảy ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Hạnh Khoa ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Hạnh Sương ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Khải Thu Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Hạnh Dầu Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Hiếu Lệ Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Chính Hiệp Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Trúc Thìn ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Chính Xem ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Úc Bích ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Thanh Mười ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình chị Thủy con cô Tới ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Hùng Hạc ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Ti Liên ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Đức Tâm ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Lưu Bán Cá Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Nga Dũng Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Thương Anh ở Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng.
gia đình Hiếu Cá ở Trầm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng, gia đình Bảy Hải ở Trầm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng, gia đình Vi Tẩn ở Trầm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự giúp đỡ các gia đình bệnh nhân nghèo và các em học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học, xin quý vị và các bạn gửi về chương trình Vòng tay nhân ái, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Hộp thư thoại và điện thoại liên lạc 02633 556 576. Chương trình xin tiếp nhận và chuyển đến nhân vật trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chương trình Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.